Minh Khuê, học sinh lớp 4C, trường tiểu học Vân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang. Hưởng ứng phong trào giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề cuốn sách tôi yêu, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cuốn sách có tên là Hành tinh trái đất. Nào, mời các bạn cùng khám phá nhé! Cuốn sách Hành tinh trái đất đến với tôi thật bất ngờ đầy thú vị. Đó là sau giờ ra chơi, tôi cùng các bạn đến thư viện trường tiểu học Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang để đọc sách. Thư viện nhà trường đối với chúng tôi, thư viện như là một người bạn thân thiết, không thể thiếu được. Hôm ấy, khi tôi học xong tiết tự nhiên và xã hội bài Bề mặt trái đất, tiết học rất thú vị. Đến thư viện, tôi đi ngay vào giá sách khoa học. Cuốn sách Hành tinh trái đất đập thẳng vào mắt tôi. Tôi vội vàng lấy xuống, ngồi vào bàn đọc. Nhìn từ không gian, trái đất của chúng ta trông giống như một quả cầu lớn màu xanh, quay không ngừng. Màu xanh của trái đất chính là màu của nước, bởi vì nước bao phủ phần lớn bề mặt hành tinh của chúng ta. Diện mạo trái đất của chúng ta nhìn từ không gian rất đẹp. Trên bề mặt trái đất là biển và đất liền. Đại dương và biển bao phủ hơn 2/3 bề mặt trái đất. Xen giữa các đại dương là những dải đất lớn, được gọi là các lục địa. Tất cả chúng đều nhô lên trên mặt nước. Đại dương lớn nhất là Thái Bình Dương, nó to hơn tất cả các lục địa gộp lại. Trên trái đất của chúng ta có 5 lục địa, đó là châu Phi, châu Mỹ, châu Nam Cực, châu Đại Dương và lục địa Âu Á. Vẽ trái đất là gì? Để di chuyển trên mặt đất, con người phải xác định vị trí của mình. Các bạn đã biết quả địa cầu rồi phải không? Trái đất của chúng ta rất lớn, chu vi của nó là 40.000 km. Để xác định được vị trí và di chuyển từ nơi này đến nơi khác, loài người đã tìm ra cách để biểu diễn trái đất. Họ đã chế ra các quả cầu lớn như trái đất. Khi nhắc đến địa cầu thì hẳn chúng ta phải nói đến bản đồ. Con người cũng vẽ ra bản đồ, đôi khi để biểu diễn một phần nào đó của trái đất. Để xác định vị trí trên bản đồ, người ta đã định nghĩa ra 4 hướng chính. Bắc luôn ở phía trên, Nam ở phía dưới, Tây ở phía bên trái, Đông phía bên phải. Các đường tưởng tượng là gì? Để định vị chính xác hơn trên bản đồ, người ta vẽ ra các đường không có thật vòng quanh trái đất. Đó là đường xích đạo, đường vĩ tuyến, đường kinh tuyến. Ôi, thật thú vị phải không? Trái đất của chúng ta là một hành tinh xanh, một hành tinh xanh. Tôi đã ao ước trở thành một nhà du hành vũ trụ như chú Phạm Tuân và nhiều nhà du hành vũ trụ trên khắp thế giới. Được bay vào không trung, ngắm nhìn vẻ đẹp của trái đất, một hành tinh xanh. Cuốn sách có rất nhiều câu hỏi thú vị, nhưng để trả lời không dễ đâu nhé. Tiếp như đại dương và biển khác nhau như thế nào? Tại sao nước biển và đại dương lại mặn? Tất cả có trong cuốn sách này nhé. Biển và đại dương là kho muối vô tận trái đất ban tặng cho chúng ta đây.
Nếu thiếu muối, con người không thể tồn tại. Muối là món quà đại dương và biển ban tặng cho chúng ta. Diện mạo trái đất còn có những gì? Nào, mời các bạn cùng đi khám phá tiếp diện mạo của trái đất nhé. Các bạn có biết không, bề mặt trái đất không hề bằng phẳng. Ở các lục địa đều có những dãy núi vươn lên trời cao, các dòng sông chảy qua và tưới mát cho đồng bằng. Những cánh rừng che phủ phần lớn mặt đất và tạo ra vịnh. Tất cả diện mạo trái đất đã tạo ra địa hình và phong cảnh đẹp, kỳ vĩ đến lạ kỳ. Cảm ơn cuốn Hành tinh trái đất đã cho tôi đi du lịch các phong cảnh đẹp trên bề mặt trái đất. Tôi ao ước sau này trở thành hướng dẫn viên du lịch, được đi hướng dẫn cho mọi người những vẻ đẹp của trái đất. Các xứ sở bằng phẳng như đồng bằng, đồi, lòng sông là những quang cảnh phổ biến trên trái đất. Cuộc sống ở đây thường dễ dàng hơn, đặc biệt là việc trồng trọt. Các bạn đã bao giờ tự hỏi và trả lời câu hỏi thế nào là đồng bằng, cao nguyên, đồi, lòng sông? Tất cả các câu trả lời chính dễ hiểu có trong cuốn sách này nhé. Tiếp theo mời các bạn cùng đi khám phá cuộc sống của trái đất. Khám phá trong lòng đất. Phía dưới tầng đất mà chúng ta sinh sống có một lớp đất đá. Lớp đất này gọi là vỏ địa chất, rất mỏng, dày tối đa là 50 km. Bên dưới lớp vỏ này là lớp áo manti, đó là lớp dày tạo bởi đá nóng chảy và nhớt. Ở tâm trái đất là một nhân lớn bằng sắt và niken cực nóng. Dưới đáy biển, không bằng phẳng mà ngược lại, ta có thể tìm thấy đồng bằng, núi non và vực sâu như trên bề mặt các lục địa. Ta có thể xuống đáy biển được không? Ta có thể thấy gì ở đáy biển? Thật nhiều điều cần khám phá. Các bạn đến với cuốn sách để đọc nhé. Chúng ta đến với nội dung nước là sự sống. Nước mưa rơi xuống có xuất xứ từ biển và rồi chúng lại chảy ra biển theo một chu trình gọi là vòng tuần hoàn của nước. Mặt trời làm nóng nước trên bề mặt các đại dương, ao, hồ, sông, suối sẽ bay hơi, chúng chuyển thành hơi nước và bay lên không khí. Hơi nước sẽ ngưng lại thành giọt nhỏ, chúng chụm lại thành mây. Các đám mây bị gió thổi từ phía biển vào đất liền. Khi các giọt nước kết nhau đủ lặng, chúng rơi xuống tạo thành mưa. Nước mưa rơi xuống đất rồi lại chảy theo suối, sông rồi đổ ra biển. Đây là một vòng tuần hoàn không bao giờ ngừng. Chúng ta thấy hiện nay trên các con sông đang bị khô kiệt, ao hồ đang bị ô nhiễm do các chất thải sinh hoạt, các loại hóa chất trong việc chăn nuôi và trồng trọt, nước thải công nghiệp. Mỗi năm con người thải ra biển hàng tỷ tấn rác. Con người là nguyên nhân gây ra ô nhiễm nguồn nước. Nào các bạn hãy chung tay bảo vệ nguồn nước như là một món quà vô giá và mẹ trái đất dành tặng cho chúng ta. Hãy dùng tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước. Cuốn sách cho chúng ta biết về những hiện tượng nóng lạnh, các đối khí như đất, mây, mưa tuyết, các thảm họa khí hậu như bão, lốc, ngập lụt và hạn hán cho chúng ta biết thiên nhiên có thể trở nên rất nguy hiểm, nên chúng ta phải bảo vệ trái đất.